Các bạn thân mến, vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 10 năm 2015 tới đây sẽ là một trận cầu tâm điểm của giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận cầu đinh giữa Manchester United và Arsenal. Bản thân Duy Khoa cũng rất là mong chờ trận đấu này. Chính vì vậy mà tôi có ý tưởng kết nối hai hội cổ động viên của câu lạc bộ Manchester United và câu lạc bộ Arsenal sẽ cùng nhau tổ chức một cuộc offline lớn để cùng xem trận đấu này tại hội trường C2 của trường Đại học Bách Khoa. Hội trường có sức chứa 1.200 chỗ ngồi. Tôi hy vọng sẽ biến đây trở thành một khán đài lớn với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hai hội cổ động viên cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu thích. Và chắc chắn là trong chương trình này sẽ không thể thiếu được những nhân vật đình đám trong giới hội cổ động viên của chúng ta. Chẳng hạn như bên phía Manchester United sẽ là sự xuất hiện của Tú Linh. Và phía bên hội cổ động viên Arsenal sẽ là sự xuất hiện của Nhật Lệ, Running Man, v.v. Và còn thêm rất nhiều những nhân vật nổi tiếng yêu mến hai đội bóng này khác sẽ cùng cổ vũ với chúng ta. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tham gia thật nhiệt tình vào chương trình cổ vũ cho trận đấu giữa Arsenal và Manchester United.